Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đi thăm thực tế hoạt động và tình hình mua sắm của người dân tại chợ Hoa Xuân. Vĩnh Phúc hỗ trợ công nhân về quê đón Tết. Mùa xuân ở làng văn hóa kiểu mẫu Cao Quang. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm thực tế hoạt động và tình hình mua sắm của người dân tại chợ Hoa Xuân, khu vực quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh. Chợ Hoa Xuân diễn ra từ nhiều ngày qua, song sức mua của thị trường năm nay có giảm so với cùng kỳ. Mặc dù các mặt hàng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết năm nay rất phong phú, đa dạng về chủng loại, giá cả ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Ngoài các loại quất đào truyền thống, còn có rất nhiều loài hoa từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng tốt nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân. Sau khi thăm thực tế tại một số gian hàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở ngành có liên quan tiếp tục nắm bắt sát diễn biến của thị trường, tạo mọi điều kiện để các hộ kinh doanh, tiểu thương bày bán các sản phẩm hoa, cây cảnh, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Hoa Xuân, trả lại mặt bằng trong chiều 30 Tết để đảm bảo các hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 diễn ra tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh theo đúng kế hoạch. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Cùng đi có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngay từ khi triển khai, dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt được xác định là dự án lớn và khó, tổng vốn đầu tư khoảng trên 4.800 tỷ đồng, tương đương 220 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 150 triệu đô la Mỹ, còn lại là nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Xác định tầm quan trọng và các tiêu chí khắt khe của dự án, ngay từ đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đã vào cuộc quyết liệt để chỉ đạo chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan gỡ khó trong khâu giải phóng mặt bằng của dự án. Với sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài và sự cố gắng của nhà thầu, dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ tiêu chuẩn vận hành. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán cho nhà thầu, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện nốt các hạng mục, phần việc còn lại, có kế hoạch bàn giao, quản lý, sử dụng, vận hành hiệu quả dự án, góp phần giảm bớt những lo lắng về thiên tai. Có thể nói dự án ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc thì hôm nay chính thức là hoàn thành công. Và tất cả các cái trạm bơm phục vụ cho công tác phòng chống ngập lụt thì đã vận hành. Và như các đồng chí biết là tại hiện trường thì trạm bơm Nguyễn Đức đang vận hành với công suất là 80 khối nước một giây. Thế và khi mà các cái trạm bơm hoàn thành thì dự án sẽ giải quyết dứt điểm với tình trạng ngập lụt của tỉnh Vĩnh Phúc như trong các năm vừa qua. Sau khi kiểm tra dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đã tới thăm kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán tại làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, làng văn hóa Thụ Ích dập cờ hoa rực rỡ, người dân trang trí đường làng, ngõ xóm với đèn lồng, cờ hoa, mang lại không gian ấm áp khi Tết đến xuân về. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những thành quả mà người dân làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích đang được thụ hưởng. Vui mừng hơn nữa khi người dân thực sự hưởng ứng, phấn khởi khi làng quê mình khởi sắc, người dân biết làm cho thôn xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp, biết nâng niu, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, làm cho cuộc sống của chính nơi mình sống thêm đẹp, thêm vui. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị chính quyền địa phương cùng với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân làng văn hóa Thụ Ích, xã Liên Châu tiếp tục phát huy những thành quả trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu để làm giàu, làm đẹp thêm quê hương. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội được xác định là một trong ba trụ cột phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhằm đảm bảo mục tiêu mọi người dân Vĩnh Phúc được thụ hưởng thành quả phát triển. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp, các ngành luôn quan tâm dành nguồn lực chăm lo Tết cho nhân dân, không để gia đình nào không có Tết, không để ai ở lại phía sau. Ngoài nguồn lực hỗ trợ chăm lo Tết cho nhân dân, chăm lo cho đối tượng chính sách theo quy định của nhà nước, tính đến ngày 7 tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh đã huy động được trên 93 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí đã được chuyển kịp thời đến tay đối tượng theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức. Từ nguồn lực huy động, các cấp, các ngành, đơn vị, đoàn thể chính trị đã triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân như Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho hơn 27.300 đoàn viên với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ bằng tiền mặt cho hơn 12.700 đoàn viên với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng, hỗ trợ vé xe cho 12.715 đoàn viên công nhân lao động với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Hội chữ thập đỏ các cấp tham mưu tổ chức Tết nhân ái, tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 22.268 xuất quà cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng trị giá trên 15,2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Bên cạnh việc tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ vé, tiền xe cho công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết vui xuân cùng gia đình. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 181.000 công nhân lao động đang làm việc trong và ngoài các khu công nghiệp, trong đó chiếm đến 40% là lao động ngoại tỉnh. Để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, nhất là các hoạt động chăm lo Tết để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết thật sự ý nghĩa, vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành kinh phí 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết. Hỗ trợ những đoàn viên công đoàn khó khăn, công nhân lao động nghèo tại Vĩnh Phúc về quê đón Tết là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn. Thông qua đó góp phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để công nhân, người lao động được vui Tết đón xuân, sum họp bên gia đình. Tôi rất là xúc động khi mà ngày Tết đến xuân về được nhận những cái phần quà có giá trị tinh thần rất là lớn từ các cơ quan đoàn thể và công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau dịp Tết thì tôi lại tiếp tục quay về Vĩnh Phúc để cống hiến và làm việc để phục vụ cho quê hương Vĩnh Phúc ạ. Với sự chăm lo của tỉnh Vĩnh Phúc cùng các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp và là một trong những cách giữ chân người lao động trở lại làm việc sau Tết. Trong những ngày Tết, ai cũng muốn chăm chút cho tổ ấm của mình bằng những bó hoa, chậu cảnh ngập tràn sắc xuân. Thị trường hoa cây cảnh năm nay khá đa dạng, phong phú. Bên cạnh các loài hoa cây cảnh truyền thống, có nhiều loài mới đáp ứng ngày càng cao thị hiếu của người tiêu dùng. Những ngày này, nhiều người đã xuống tận các vườn đào để chọn cho mình những cây đào thế đẹp hay cảnh hoa ưng ý nhất mang về trưng Tết. Năm nay, xu hướng nhiều người tiêu dùng yêu thích các loại hoa cảnh hơn là các cây cảnh to bởi sự nhỏ gọn, giá thành hợp lý và dễ mua. Đào Tết năm nay rất là đẹp đấy, nhưng mà vườn đào rất là nhiều, rất nhiều sự lựa chọn. Nói chung là năm mới thì muốn chọn cây đào để mà về cho sau năm mới nhiều may mắn. Tại khu vực quảng trường Vĩnh Yên, chợ hoa cây cảnh đã bày bán từ 20 ngày trước Tết. Năm nay đa dạng loại hoa hơn. Bên cạnh đào, quất, lan hồ điệp truyền thống còn có những cành mận rừng hay nhất chi mai. Tuy nhiên, sức mua vẫn ở mức trung bình. Một số sạp hoa đã bắt đầu giảm giá để thu hút khách và nhanh hết hàng. Thì là những chợ truyền thống như mọi năm thì năm nay có lên những tác phẩm lên lũa của các nghệ nhân. Hoa được cắm lên lũa rất nhiều và lượng tiêu thụ của lũa cũng khá mạnh hơn so với
với tiêu thụ của chợ. Bên cạnh đó, hoa lụa cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết. Nhiều chậu hay bình hoa được thiết kế và phối màu khá giống cây thật. Với những vị khách đề cao tính kinh tế, hoa có thể dùng quanh năm, họ sẽ lựa chọn hoa lụa để mang đi biếu, tặng hay trang trí nhà vào dịp Tết. Nhân Tết Nguyên Đán, hàng tôi ra rất nhiều sản phẩm như là hoa lụa này, hoa mộc lan này, hoa mai đào này. Ưu điểm của hoa lụa là bền đẹp và rất là kinh tế. Với những người buôn hoa ngày Tết, họ mong rằng sức mua sẽ tăng mạnh vào những ngày cuối cùng của năm khi người dân bước vào kỳ nghỉ Tết. Hơn ai hết, chính người bán cũng tràn đầy niềm tin, hy vọng về một năm khởi sắc, một vụ hoa Tết bội thu. Trong những ngày này, không khí mua sắm của người dân khá nhộn nhịp, đặc biệt là ở các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh. Theo quan sát của phóng viên, hàng Tết năm nay khá phong phú và mẫu mã đẹp, phục vụ nhu cầu sắm sửa Tết của người dân. Xếp hàng để được chờ thanh toán, người xe to, người xe nhỏ, không khí sắm Tết tại siêu thị này đang tấp nập hơn bao giờ hết. Để phục vụ nhu cầu của người dân trong 3 ngày cao điểm, nhất là cuối năm, đơn vị này liên tục bố trí hàng hóa và điều chỉnh giờ mở cửa đến 2-3 giờ đêm. Chúng tôi đã mở cửa siêu thị từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm để phục vụ bà con mua sắm trên địa bàn, nhằm mang lại những cái trải nghiệm tốt nhất của bà con mua sắm trong siêu thị. Những mặt hàng bán chạy nhất vẫn tập trung vào các quầy thực phẩm, bánh mứt. Nắm bắt được tình hình thắt chặt chi tiêu của người dân, các đơn vị đã chủ động giảm giá nhiều mặt hàng và lên các chương trình tặng quà khuyến mại. Đại diện một số siêu thị cho biết, năm nay người dân có xu hướng dùng nhiều hàng Việt hơn hàng nhập ngoại. Sức mua đến thời điểm này đã tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Cao điểm mua sắm tập trung vào trưa và buổi tối. Tết Giáp Thìn năm 2024 là một cái Tết đáng nhớ. Bởi vì có rất là nhiều cái sự biến động của thị trường rơi vào những ngày cuối cùng trong năm. Nhưng may mắn là chúng tôi cũng đã có một sự chuẩn bị khá là chu đáo. Các siêu thị kỳ vọng doanh thu đợt Tết sẽ tăng lên trên 20%, qua đó tạo đà tăng trưởng chung trong cơ cấu ngành thương mại dịch vụ của tỉnh Nam Giáp Thìn. Thưa quý vị, muốn biết mùa xuân rộn ràng khí thế như thế nào, quý vị hãy về với làng văn hóa kiểu mẫu Ca Quang, thành phố Phúc Yên để cảm nhận. Ngày 29 Tết, nhà văn hóa Cao Quang đã khang trang sạch đẹp, mang khí thế của những ngày mừng đảng, mừng xuân. Trẻ em tung tăng trên chiếc xe đạp, thong dong ngắm nhìn, cảm nhận cái đẹp của làng quê mình khi mùa xuân về. Những thùng rác công cộng được đặt ngay ngắn, rác được bỏ đúng nơi quy định, luôn thể hiện sự văn minh của người dân nơi đây. Một vài người nhận nhiệm vụ lắp đặt, vận hành các thiết bị trong nhà văn hóa để chuẩn bị phục vụ chương trình văn nghệ của người dân trong đêm giao thừa. Mọi công việc phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân đều đã được lên kế hoạch và phân công cụ thể cho từng nhóm. Năm nay là phấn khởi lắm ạ. Thế thì qua cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi cũng từ chi bộ cho đến ngư thôn cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân lập kế hoạch. Một là công tác là về văn hóa thì trong đó là tuyên truyền những ngày đón Tết Nguyên Đán của xuân 2024 đảm bảo an toàn. Mùa xuân năm nay thì mặc dù cái thời tiết trước Tết có cái đợt rét đậm rét hại cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất của bà con trong thôn. Tuy nhiên thì hiện tại những cái thời điểm gần Tết như thế này thì không khí, thời tiết rất là đẹp và đối với bà con nông dân thôn Cao Quang thì cũng vui chơi đón Tết xuân Giáp Thìn và hồ hởi để chuẩn bị bước vào cái vụ xuân làm sao mà chúng ta sản xuất và thu được nhiều cái kết quả thắng lợi. Đoàn thanh niên thôn cũng tổ chức giải bóng đá thiện nguyện thu hút đông đảo thanh niên trong làng tham gia. Sau giải đấu, số tiền quyên góp được sẽ được trao cho các hộ khó khăn trong thôn. Mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng tính đến thời điểm này, giải đấu đã quyên góp được gần 20 triệu đồng. Đây là việc làm rất ý nghĩa, tạo không gian vui chơi, bổ ích cho thanh niên trong thôn, giúp tăng tình đoàn kết cộng đồng và cùng nhau làm việc tốt. Điều đó sẽ hình thành lối sống, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, vun đắp những nét văn hóa giàu tính nhân văn, sống có trách nhiệm với làng xóm, cộng đồng cho các thế hệ trẻ. Là mừng đảng mừng xuân, ban chấp hành chi đoàn thanh niên của thôn Cao Quang cũng tổ chức cái giải bóng đá thiện nguyện dành cho những cái trường hợp đặc biệt khó khăn ở trong thôn. Mùa xuân này, người dân Cao Quang ai cũng có niềm vui, không chỉ quây quần bên gia đình mà còn là niềm vui chung của cả thôn làng khi mùa xuân đầu tiên tại làng văn hóa kiểu mẫu Cao Quang đã gõ cửa. Niềm vui của những ngày quê hương đổi mới với tâm thế đầy hứng khởi.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Để cán bộ chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, trường sĩ quan tăng thiết giáp tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, định lượng và đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội trong những ngày Tết đến xuân về. Đến thăm tiểu đoàn 2, dễ dàng cảm nhận không khí vui tươi, rộn rã của những ngày giáp Tết. Người trang trí mâm ngũ quả, người chỉnh trang lại cành đào, cây quất, rồi lại cùng nhau gói những chiếc bánh chưng chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Đón Tết xa nhà, nhưng mỗi cán bộ, học viên nơi đây vẫn thấy Tết thật ấm áp. Hôm nay thì tôi thực hiện đón Tết tại đơn vị, cùng các đồng chí trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ. Rất là vui khi mà anh em cùng với nhau mà thực hiện nhiệm vụ. Qua đó thì cũng vơi đi những cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Thì thay đó, qua đó thì cũng ở trực tiếp ở đơn vị thì cũng như là ở nhà và mình cũng cảm thấy là rất là vui. Không chỉ tiểu đoàn 2, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường sĩ quan tăng thiết giáp đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết đón xuân như tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi quân sự, hoạt động đêm giao thừa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tất cả các hoạt động đó để các chiến sĩ có một cái Tết ấm áp như chính gia đình của mình. Mặc dù không được đón Tết cùng người thân, nhưng các chiến sĩ nơi đây không thiếu hơi ấm, tình yêu thương của tình đồng chí, đồng đội. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường sĩ quan tăng thiết giáp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong nhà trường xây dựng kế hoạch vui xuân đón Tết. Trong đó thì các cái hoạt động vui chơi giải trí ở trong những ngày Tết thì được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm. Hiện nay thì công tác chuẩn bị ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong nhà trường đã làm rất là tốt. Nhiều các cái hoạt động trò chơi dân gian, ví dụ như là nhảy bao bố, chơi cờ tướng hoặc là các hoạt động khác cũng đã được triển khai đầy đủ và toàn diện. Và khi các hoạt động này được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc thì hứa hẹn sẽ xây dựng và tạo cái khí thế vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giảng viên, học viên. Hiện nay chúng tôi đã trang hoàng để cho bộ đội đón Tết với một cái tinh thần là vui tươi, phấn khởi và với một quan điểm là trách nhiệm đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Và chúng tôi đã triển khai rất nhiều các hoạt động, đặc biệt là trong đêm giao thừa thì sẽ tổ chức một cái chương trình văn nghệ vui xuân đón Tết và nhiều các hoạt động là tập trung để cho bộ đội và học viên, những đồng chí xa nhà sẽ bảo đảm là hưởng một cái không khí vui xuân rất là đầm ấm, coi đơn vị như là gia đình của mình. Không khí náo nhiệt, vui tươi, phấn khởi chào đón mùa xuân mới Giáp Thìn rộn ràng ở khắp trường sĩ quan tăng thiết giáp. Bộ đội được đón xuân vui tươi, đầm ấm cùng với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vui xuân đón Tết của những người lính tăng thiết giáp không chỉ đầy đủ về mặt vật chất mà còn phong phú cả về mặt tinh thần. Tạm biệt năm Quý Mão, cán bộ chiến sĩ trường sĩ quan tăng thiết giáp bước sang năm mới với khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tết là dịp để các gia đình sum vầy đoàn tụ sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng với những người lính phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, Tết lại là thời điểm có nguy cơ cháy nổ cao, cần phải túc trực 100% quân số. Tết với họ là ở bên đồng nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Với tinh thần, đơn vị là nhà, đồng đội là người thân, những cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tham gia các hoạt động vui xuân đón Tết như gói bánh chưng, trang trí Tết. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm gắn kết tình đồng đội, đồng chí, cũng là để động viên nhau khi phải đón Tết xa nhà. Đối với một người chiến sĩ, nhiệm vụ năm 2 như tôi được ăn cái Tết thứ hai ở đơn vị, luôn được các lãnh đạo phòng và các anh chỉ huy tạo điều kiện cho một cái Tết thật là ấm cúng và vui vẻ của anh em chiến sĩ. Cùng với đó là luôn nêu cao tinh thần, nhận nhiệm vụ và luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo phòng giao cho. Trong những ngày này, tất cả cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều được đảng ủy, lãnh đạo đơn vị quán triệt tinh thần tập trung cao nhất cho công việc. Các phương tiện chữa cháy đều được kiểm tra kỹ hàng ngày để sẵn sàng khi có sự việc xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Để đảm bảo an toàn cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bố trí lực lượng phương tiện thường trực 24/24, đảm bảo là kíp xe luôn luôn sẵn sàng để nhận nhiệm vụ khi mà có lệnh. Và đặc biệt là với chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vinh dự tự hào vì được góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đó cũng là niềm vui của những người thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi mỗi dịp Tết đến xuân về. Do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và cấp điện ổn định liên tục cho nhân dân vui xuân đón Tết, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khuyên cáo đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các hộ gia đình kiểm tra hệ thống điện từ sau thiết bị bảo vệ công tơ đến các phụ tải sử dụng điện trong gia đình để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc thay thế dây dẫn sau công tơ, các thiết bị điện không đảm bảo vận hành. Thực hiện thay thế dây dẫn các thiết bị bảo vệ trong gia đình, cầu dao, cầu chì, áp tô mát phù hợp với phụ tải để tránh quá tải và gây cháy nổ. Các thiết bị điện như máy nước nóng, tủ lạnh, máy giặt thực hiện nối đất theo đúng quy định của nhà sản xuất. Các đơn vị tổ chức sự kiện vui chơi, giải trí, chợ hoa trong dịp Tết bố trí hệ thống điện an toàn, tránh nguy cơ bị giật điện. Không bắn pháo bông, pháo sáng lên đường dây điện, không thả diều gần công trình điện, không treo pano, băng rôn lên các cột trạm biến áp hoặc cột điện mà không đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện, không sử dụng các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 30 Tết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.